Ôi trời ạ, mình lại được một cái miếng bánh tí thế này. Còn tớ thì á, có một cái Milka bình thường. Ôi, hãy nhìn xem sô-cô-la của tớ to chưa này. Ôi trời ạ. Thôi được rồi, mình sẽ ăn nó rất là nhanh. Và mình còn nghĩ ra cái này. Mình sẽ cần một cái bếp bé tí của mình. Mình sẽ lấy cái này ra và cho vào đây nhá. Wow, chị cho tớ xem với. Đây, cầm lấy đi. Oh wow, đáng yêu quá. Còn bây giờ thì mình sẽ làm tan chảy sô-cô-la nhờ cái này. Và sau đó mình sẽ cho sữa vào. Và mình sẽ làm cacao thật là tuyệt vời. Các bạn có thấy cái mùi thơm này không? Thôi được rồi, bây giờ thì đến lúc phải thử mùi ngày của mình rồi. Bây giờ thì ngón tay út lên trên. Ngon quá, nhưng mà rất ít. Ôi trời ạ, cậu ơi trông thật là... Ê, cậu đừng có cười tớ, tốt nhất là nên ăn sô-cô-la các cậu đi. Tất nhiên rồi, tớ rất là vui. Tớ rất là thích sô-cô-la và tớ sẵn sàng ăn nó vào sáng trưa chiều tối. Ôi trời ạ, ngon quá. Britney, trời ạ, cậu làm gì vậy? Xin lỗi nhá, mình hơi quá. Ôi, xin lỗi. Ê, cậu đi đâu vậy? Cậu đã ăn sô-cô-la của cậu rồi, còn đây là của tớ. Trời ạ, cả một cái cơ to như này. Bây giờ thì là đến lúc phải làm cho cậu một món rất ngon rồi. Bây giờ thì có thể cắt cái này ra. Như nói rồi, đấy. Cắt như này thì sẽ phải cắt 7 lần. Đấy, thế là cái này đã sẵn sàng. Nóc nhà đã xong, tường đã xong. Trời ạ, mình rất là vui, luôn mơ ước. Wow, thật là tuyệt vời. Cảm ơn nhá. Bây giờ đến là phần tuyệt vời nhất rồi. Phần ăn. Wow, trời ạ, hoàn hảo. Chuyện gì xảy ra vậy? À, trời ạ. Nào, biến ra đi. Audio, cái này tớ rất là thích. Ôi trời ạ, sao đã có miếng bé quá. Ồ, mình thực sự không may mắn. Ôi, cuối cùng thì tớ cũng được may mắn rồi. Sao Sarah, bây giờ thì đến lúc thầy ăn được rồi. Nào, thôi đừng buồn, ăn đi. Ôi, hy vọng tớ sẽ không làm mất trong sữa của mình. Ôi không, trời ạ, mất tốt rồi. Cần phải lấy nó ra. Trời ạ, làm với tay không được. Thôi được rồi, cần phải uống mọi thứ thôi. Trời ạ, mình đổ hơi quá rồi. Ôi, cậu thật là buồn cười. Ô, nhìn này, cái bánh của cậu kìa. Ôi, trời ạ, mình vui quá, mình muốn ăn nó mãi. Ngon quá. Britney, bây giờ đấy là cậu. Trời ạ, mùi thơm quá. Còn tớ thì cũng sẽ đổ cái này của tớ vào nhá. Nhưng mà tớ sẽ ngoáy nó lên để thành một cái miếng cốc tai. Ôi, vừa đẹp vừa ngon. Đấy, ngon đến mức mà tớ còn muốn ăn thêm cơ. Nhưng mà thôi được rồi, cậu bắt đầu đi. Yeah, trời ạ, cuối cùng thì tớ có thể ăn được rồi. Nhưng mà tớ nhúng nó kiểu gì bây giờ nhỉ? Khó quá. Làm gì bây giờ? À, hình như mình nghĩ ra rồi. Mình sẽ làm cái bánh bé đi, để có thể cho nó vào trong này. Và với việc này thì tớ có thể làm rất nhanh. Ôi trời ạ, tớ rất là thích cái kem này. Nào, sẵn sàng rồi. Bây giờ thì cái này có thể nhúng được vào rồi. Ôi, mình rất là muốn thử cái miếng này. Tớ vui quá. Wow, tuyệt quá. Chờ tớ một chút, tớ vẫn còn phải uống nốt sữa như thế này đã. Đấy, bây giờ thì tớ vui lắm. Cuối cùng thì cậu cũng ăn no rồi. Trời ơi, chỉ có 4 cm thôi. Tớ cũng đợi một cái to hơn. Còn tớ thì rất là vui. Ôi trời ạ, nhìn Britney kìa. Ừ, đừng nói. Ôi Sarah, trời ạ, trông buồn cười quá. Ê, các bạn đừng có cười nữa, tớ sẽ bắt đầu. Và để không làm bẩn tay, tớ sẽ dùng đũa để ăn. Ngon quá. Bây giờ đấy là tớ đúng không? Ôi, cái này không được chút nào cả. Tốt nhất là tớ sẽ ăn luôn như thế này. Ôi, nhìn này, tớ làm tốt chưa này? Ê, cậu gọi bao giờ cậu làm xong nhá. Các bạn ơi, tớ làm xong rồi. Trời ạ, ôi ta-da. Ôi, cuối cùng thì tớ cũng đã chờ đến giờ rồi.
Trời ạ, cậu ấy cầm đũa trông lạ quá. Bây giờ các bạn sẽ hiểu thôi. Đấy, thấy chưa? Bây giờ thì tuyệt vời chưa? Ôi, nhìn này, Britney đã làm một chiếc khăn từ cả mì kìa. Sao, các bạn thích không? Rất là vui, rất là ngon và rất là tuyệt vời. Ôi, tớ rất là thích cái này, chúng cho thật là yêu. Của tớ thì phần giữa. Yeah, trời ạ, may mắn quá, tớ đã có một cái phần to nhất. Ôi trời ạ, phần của tớ trông nhìn hơi buồn với cậu. Thử nào. Ngọt thế. Trời ạ, chỉ có một cái thôi sao? Thôi được rồi, ít ra tớ có thể uống ít sữa. Một giọt thôi. Trời ạ, Sarah bây giờ được cậu rồi đấy. Ôi, cái này thì tớ rất là vui. Tớ rất là thích những cái này. Wow, may mắn quá. Còn bây giờ có thể uống sữa rồi. Bây giờ tớ sẽ thử làm cả hai món cùng cho đổ vào mồm nhá. Ôi, như này ngon hơn rất nhiều rồi đấy. Em mà bây giờ cậu có thể bắt đầu. Ừ, đúng rồi, đầu tiên tớ cần lấy cái bát ra nhá. Ê, được lấy bát sao? Ừ, đúng rồi. Ôi, cái này nặng thật đấy. Tớ sẽ đổ cái này vào đây nhá. Và tớ sẽ đổ sữa vào. Ôi, cái phần này to như thế này cơ mà. Trời ạ, nặng quá, nặng quá. Điều chính là không được ngã. Ôi, được rồi này. Còn bây giờ thì phần tuyệt vời nhất. Ôi, điên mất. Trời ạ, cái này ngon quá. Wow, cậu làm được rồi, giỏi quá. Ôi, tớ là người đầu tiên được không? Chúng mình có gì ở đây đây? Đó là một poppit, quá nhỏ, rất là dễ thương. Bây giờ là cậu. Tớ có poppit to hơn. Ôi, nó ngầu thật đấy, tớ không thể không chơi với nó. Lượt của cậu đấy. Tất nhiên rồi. Wow, nó khổng lồ. Oh, wow. Đây là của tớ, chơi với poppit của cậu đi. Chính xác, nhưng nó có nhỏ. Làm nào để tớ chơi với nó biết rồi, không làm được cái gì cả. Ừ, bàn tay của cậu lớn quá chứ sao. Chính xác, tớ cần những bàn tay nhỏ hơn. Đây, tớ có đây này. Bằng cách này sẽ dễ dàng hơn. Ôi, trời ạ, tớ chuyện gì xảy ra, có lỗi rồi. Ôi, xin lỗi, tớ không muốn làm điều đó, nhưng tớ có một ý tưởng khác. Tớ sẽ lấy kẹo và kẹp tóc. Tớ sẽ bôi một ít keo lên chiếc kẹp tóc như thế này này. Đấy, trông tuyệt lắm. Và bây giờ cái điều chỉnh poppit. Tớ nghĩ tớ sẽ có một cái kẹp tóc thiết kế tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Các bạn vẫn chưa thấy điều này đâu. Kẹp tóc poppit, bây giờ tớ là thời trang nhất. Ồ, tuyệt lắm. Cảm ơn các bạn. Mike bây giờ là cậu. Poppit của tớ, có điều gì đó thú vị nào có thể làm được với nó nhờ? Ý kiến, tớ có kéo mà. Bây giờ chúng ta sẽ cắt nó ra. Wow, đừng làm phiền tớ. Ôi, thực sự cũng không muốn đâu mà. Ôi, chuyện gì vậy? Ôi, tớ đã làm được rồi, tớ là thiên tài. Nhìn vào vỏ ốp điện thoại của tớ đi. Ôi, trông hoàn hảo quá. Ê, bỏ tay ra, không được chơi. Ôi, poppit tuyệt vời của tớ, tớ có thể chơi với nó cả ngày luôn. Nhưng cần phải nghĩ ra một cái gì đó khác. Tớ có một ý tưởng tuyệt vời. Tớ rất thích may vá và phát minh ra những thứ gì thú vị. Bây giờ tớ sẽ tạo ra một cái ý gì đó rất là tuyệt vời. Và các bạn sẽ rất là vui mừng. Wow, cậu giỏi quá. Phải chụp lại một bức ảnh thôi. Đấy, tớ sẽ không cần cái này nữa. Tất cả đã sẵn sàng. Kỳ lân của tớ đã sẵn sàng rồi nhá. Và thêm một cái gì nữa. Dây đeo nhá. Bây giờ nó sẽ là một cái túi và có thể lưu trữ bất cứ thứ gì cậu muốn vào trong. Wow, điều đó thật là tuyệt vời. Tớ cũng muốn. Của tớ, tớ tạo ra nó là của mình. Ghen tị đi. Nào, tiếp tục chơi thôi nào. Tớ có thể là người đầu tiên không? Ôi không, tớ đã sợ điều này. Thật là kinh tởm. Mike, mở ra đi. Tớ không muốn. Ôi không, tớ cũng có súp lơ xanh, nhưng mà ít nhất nhỏ hơn của cậu. Suzy thì sao? Ôi, tớ mẹ ốm quá, tớ may mắn nhất. Tớ chỉ có một chút thôi, tớ có thể ăn nó và thậm chí tớ sẽ không cảm thấy cái gì cả. Bù! Mike, tại sao cậu lại làm tớ sợ vậy? Ê, đừng có làm thế chứ. Đến đây nào. Ôi, nhìn cậu ấy ăn nó kìa, bẩn hết rồi. Sao cậu cười vậy? Chuyện gì vậy?
Đấy, xong rồi, Mike cậu là người tiếp theo. Ôi, tớ không muốn ăn nó đâu, súp lơ xanh trông thật là khủng khiếp. Ôi, thật là ghê tởm. Tớ không muốn. Ôi, chúc ăn ngon miệng nhá, nhảy kỹ vào. Ôi, tại sao tớ cần tất cả những thứ này, tớ thậm chí không thể nuốt nó. Ê, cậu phải nhai kỹ để thưởng thức hương vị. Đây, của cậu đây, đồ xấu tính. Cậu đánh tớ với súp lơ sao? Cho cậu chừa. Ôi, súp lơ xanh, tớ sẽ giải quyết bạn. Đấy, dành để cho cậu. Bây giờ đến lượt cậu rồi đấy. Không. Có chứ. Ôi, thôi được rồi. Ăn càng nhanh càng tốt, tớ sẽ nuốt nó mà không cần nếm thử. Thật là kinh tởm. Ôi, tớ phải ăn tất cả mọi thứ. Tớ sẽ ăn tất cả mọi thứ, ngay cả khi tớ sẽ không thích nó. Đây, mảnh cuối cùng. Wow, cậu làm tốt lắm. Tớ nuốt xong rồi. Ôi, tốt làm sao. Ôi không, có cái gì đó không đúng. Ôi, cậu xanh hết rồi kìa. Phoebe, cậu đã làm gì vậy? Thật là ghê tởm. Ôi, hôi đến nỗi mà Suzy không chịu đựng được. Ôi. Mike, mở ra đi. Không, Phoebe mở đi. Thôi được rồi. Tớ có một con mắt ở đây, nhỏ xíu. Được rồi, Mike. Ồ, tớ có mắt to hơn. Thật là tuyệt vời. Suzy, đến lượt cậu. Ồ, wow, nó lớn làm sao. Khổng lồ luôn. Wow. Đây là mắt của tớ, nhìn vào cái của cậu đi. Được rồi, tớ sẽ ăn phần của mình. Tớ tự hỏi liệu tớ ném nó lên, tớ có thể bắt được nó bằng miệng không. Ôi, được rồi này. Con mắt thứ ba trong miệng của tớ. Ngon quá. Ôi, thật là dẻo dai và ngon ngọt. Tớ sẽ ăn nhiều hơn. Tớ không đủ. Bây giờ tới lượt tớ. Ôi, nhìn nó rất ngon. Tớ có thể ăn một chút được không? Không. Nào, tớ muốn ăn nó lắm đúng không? Ôi, đau thế. Đây là mắt của tớ. Cậu không được đó đâu. Ôi, không trả lại đâu. Bỏ tay ra. Trời ạ, nó hỏng rồi. Ôi, mắt kẹo của tớ bị tách đôi rồi. Ôi, xin lỗi. Thôi lấy lại đi, nó là của cậu đấy. Tớ biết làm nào để trục lỗi rồi. Đây, lấy cái thìa đi. Ừ, chính xác. Ăn này cũng tiện hơn nhiều. Ngon quá. Tớ không thể nào mà dừng lại được. Nó rất ngon. Và bây giờ có thể cắn. Ôi, kẹo dẻo tuyệt vời quá. Tớ muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Ôi, tớ còn muốn nửa khác mà, tuyệt lắm. Ôi, mứt cam ngon nhất của đời tớ. Suzy, đến lượt cậu rồi đấy. Chính xác. Tại sao tớ cần thìa khi tớ có thể cắn nó? Cắn và nhai. Ồ, Suzy đói quá phải không? Ôi, bạn ơi, tớ bị kẹt rồi, cứu tớ với. Ôi, đáng đời chưa, phải học cách ăn uống cẩn thận chứ. Không buồn cười đâu. Được rồi, để giúp cậu ấy đi nào. Đến đây, chúng tớ sẽ giúp cậu. Nào. Ôi không, nó trở ra mất rồi. Wow, bây giờ nó đầy trên bàn. Ôi, đây là của tớ. Không được phép, tớ không cho. Nào, còn Tutti sẽ mai thắng nhá. Tớ thắng rồi. Vậy thì mở đi. Ôi, đây là chiếc bánh burger. Nhìn nó ngon làm sao, tớ muốn thử nó càng sớm càng tốt. Ôi, cậu may mắn thật đấy. Tớ chắc chắn tớ cũng sẽ may mắn thôi. Ôi không, nhỏ xíu. Ôi, may mắn cho cậu là như này đấy. Được rồi, bây giờ đến lượt tớ. Tớ có một cánh burger không thường, nhưng chắc chắn nó ngon. Ăn bánh của cậu đi, Suzy. Được rồi, tớ biết làm nào để có thể ăn cái bánh nhỏ này rồi. Tớ sẽ lấy cái khăn và đeo lên như thế này. Xuất sắc. Ôi, và tớ còn có con dao nữa. Tớ sẽ cắt bánh burger của chúng ta ra. Ôi, thật ngon miệng. Đến đây nào. Ôi, chán quá. Ôi, còn cái gì chán hơn không? Trời ạ, nhàm chán quá, tớ muốn ngủ. Ôi, nó ngon thật đấy. Đấy, xong rồi phép lịch sự. Quan trọng nhất là phải bỏ các mảnh vụn khăn đi. Ê, bạn có dậy không? Ê, tại sao cậu lại làm vậy? Ôi, lạ thật đấy. Ăn đi. Chính xác, tớ có một cái bánh burger mà. Các bạn hãy nhìn kỹ đây, tớ sẽ nhai cho các cậu xem này. Một phát là không có bánh, thấy chưa? Wow, giỏi thật đấy. Ôi, coi chừng tớ không giữ được mình đâu. Ôi, Mike, cậu thật là kinh tởm. Ôi, bây giờ đến lượt cậu rồi đấy. Bánh burger khổng lồ của tớ cho vào miệng như nào nhỉ? Tại sao không được? Nó quá lớn. Ôi, phải ăn salad thôi. Cậu cần dĩa và dao không? À, ý tưởng tuyệt vời đấy. Bây giờ chúng ta cùng thử nhá. Ôi, không được. Trời ạ, chúng quá nhỏ. Tớ có một thứ khác. Ồ, wow, con dao lớn quá. Cũng không cắt được. Tớ nên làm gì rồi nhỉ? Nghĩ đi, nghĩ đi. Chính xác,
Mày cưa. Ôi, thật là một cơn ác mộng. Bây giờ chắc chắn sẽ hoạt động rồi. Ôi, đây, thế chưa tớ nói rồi mà. Bây giờ tớ sẽ ăn bạn thôi. Ôi, nhìn này, xuất sắc quá. Cái gì? Trời ạ, à, ném hết cả đồ vào chúng tớ rồi. Xin lỗi nhá. Thôi được rồi, tớ không cần cái cưa này nữa. Bây giờ có thể ăn burger. Ê, cho tớ một miếng đi, xin đấy. Tất nhiên rồi, ăn đi. Trời ạ, à, cậu thật là xấu tính. Nhưng tớ có chiếc bánh burger ngon nhất trên thế giới. Ôi, nó ngon quá. Nước sốt quá tuyệt vời luôn. Một mảnh không đủ, tớ sẽ ăn thêm. Ôi, và tớ sẽ ăn từng miếng như thế này. Wow. Tớ sẽ không để lại một mảnh nào đâu. Ăn tất cả mọi thứ đến cuối cùng. Bánh burger ngon nhất trong cuộc đời tớ, tớ thích nó quá. Ôi, thật là kinh tởm, không thể nào mà chịu được. Đấy, bây giờ tớ no rồi, tớ không ăn được nữa đâu. Ôi, cậu nhìn bản thân mình đi. Ôi không, trời ạ, tại sao lại vậy? Ôi, nó phồng lên cơ kìa, má cậu kia kìa. Tớ dỗi rồi. Ôi, các bạn hãy nhìn xem những gì Emma đã làm với mảnh vụn này. Alex thì được cái bình thường. Còn Mia thì có bánh pizza khổng lồ. Hãy bắt đầu nhá. Nhưng mà Emma vẫn phải bắt đầu thôi. Ừ, có mùi rất là ngon. Ôi, không biết là vị như thế nào nhỏ. Mặc dù nó nhỏ, nhưng mà nó rất là ngon. Thật là buồn là nó đã hết rất là nhanh. Ừ, thế còn Alex thì sao? Cậu thật là dễ dàng khi cậu có thể trêu chọc Emma, vì cậu có bấy lát bánh pizza to hơn cả phần của cậu ấy. Ôi, hãy xem nó có ngon hay không nhá. Ừ, ồ, cái này ngon thật đấy. Trời ạ, cậu ấy ăn thật là dã man. Ồ, xem này, có vẻ như Emma đã quyết định lấy chiếc bánh pizza của Alex rồi. Nhưng mà cậu ấy không dễ bị lừa như vậy đâu. Không biết là cậu ấy đã nghĩ gì nhở. Hãy nhìn xem, cậu ấy quyết định ăn bánh pizza cùng một lúc luôn. Emma rõ ràng không thích cái căn này rồi. Sao, bây giờ đến lượt Mia nhá. Ôi, các bạn hãy nhìn mà xem, một miếng đấy. Nhìn nó ngon quá đi mất, phô mai chảy dài ra. Mia quyết định ăn cả miếng cùng một lúc. Ôi, chúng ta có thể hiểu cậu ấy, rất là khó cưỡng lại một món ngon như vậy. Nhưng mà đây là cái gì nữa, một mảnh khác sao? Và nữa, vâng, đây là chuyện gì xảy ra khi cậu quyết định ăn một chiếc bánh pizza khổng lồ như vậy đấy nhá. Ôi, trời ạ, à, trông buồn cười quá cái bụng kìa. Mia đang nhờ giúp đỡ, nó giống như một công việc cho vận động viên Emma của chúng ta rồi. Sao, bắt đầu thôi nhá. Mia xinh đẹp chỉ có thể tập thể thao giúp được thôi. Nhôi, mệt mỏi quá sao? Không sao. Đấy, mình có một cái mà có thể làm động lực tuyệt vời cho cậu. Nào, thấy chưa? Bây giờ cần phải gập bụng thêm một vài nữa. Bỏ tay ra. Nào, nhanh lên, nhanh lên. Và tất nhiên là cả đứng lên ngồi xuống nữa. Đấy, nhờ tập luyện mà Mia của chúng ta đã khác hẳn rồi. Đấy, nhờ tập luyện mà cậu ấy đã lấy lại được người đẹp rồi. Lần này Mia dường như có một viên kẹo rất rất là nhỏ. Còn Emma thì cả trung bình. Ôi, các bạn hãy nhìn xem vào kẹo khổng lồ của Alex này. Wow. Vâng, mọi người đều muốn thử nó, nhưng mà hãy bắt đầu với cả Mia nhé. Nào, có vẻ như cậu ấy đang làm một cái gì đó. Ê, cái này là cái gì nữa? Đừng có làm phiền tớ. Hãy nhìn xem, đây là một căn bếp rất là nhỏ. Rõ ràng Mia đang chuẩn bị nấu một món kẹo dẻo nhỏ của mình trong đó. Ôi, mình tự hỏi là cái món này sẽ như thế nào nhỉ? Emma và Alex không hiểu cậu ấy đang theo đuổi điều gì chứ. Nào, chúng ta hãy chờ xem nhé. Ôi, rõ ràng là mất một thời gian hơi dài đấy. À, lưu manh đấy. Đây là một thủ đoạn đấy. Nào, trong khi các bạn đang ngủ, có thể nhanh chóng làm cái marshmallow này nướng lên. Đấy, như thế thì ngon hơn nhiều rồi. Ôi, hình như ngủ quên mất rồi. Cậu có cái gì vậy? Ồ, wow, tuyệt thế. Ôi, đây là món marshmallow ngon nhất cuộc đời của tớ. Sao, bây giờ đến lượt Emma rồi nhá. Cậu ấy đang nghĩ ra cái gì vậy? Có vẻ như là Emma sẽ lấy một cái xiên và cũng chọc marshmallow vào đó.
Và bây giờ sẽ rất là nóng đây. Ôi, mình đang rất là đồng ý với bạn. Cái gì có thể ngon hơn marshmallow? Tất nhiên là marshmallow nướng rồi. Các bạn ơi, đừng có sợ, Emma đã làm xong rồi đấy. Bây giờ đến lượt ăn rồi nhá. Ôi, trời ạ, nó kéo dài thật đấy. Wow, cái này ngon thật đấy. Nào, bây giờ đến lượt Alex nhá. Tớ tự hỏi cậu ấy sẽ làm gì nhỉ? Ồ, mình không thể nào mà tin được. Đây là súng phun lửa sao? Nhanh lên trốn đi các bạn. Ồ, wow. Nào Alex, đã đến lúc phải thử thành quả của cậu rồi. Ồ, các bạn ơi hãy nhìn xem, tớ có cái món gì này. Ồ, wow, tuyệt vời quá. Các bạn ơi, tớ đang mời các bạn nhá. Không không, cảm ơn. Wow, sushi sao? Oops, chúng hình như là nhìn trông hơi nhỏ. Còn của tớ thì có phần trung bình này, tuyệt vời quá. Ồ, wow, cái món này tuyệt vời quá. Trời ạ, Alex có món sushi khổng lồ. Alex đã quyết định cười nhạo Emma, nhưng mà cậu ấy có thể tự bảo vệ mình. Nào Emma, hãy bắt đầu đi. Nhỏ xíu, nhưng mà tớ nghĩ là cái món này sẽ rất là ngon. Trời ạ, ngon thật đấy. Ồ, cậu ấy đang làm gì kia? À, cậu ấy định làm sushi xiên sao? Ừ, có vẻ như thế này là tiện hơn rất là nhiều đấy. Ồ, cái này ngon thật đấy. Bây giờ đấy là tớ nào. Rõ ràng là Mia đang rất là thích sushi. Cậu ấy ăn chúng rất là ngon và chuyên nghiệp lắm sao? Ôi vâng, trời ạ, đây là một món rất là tuyệt vời. Có vẻ như Emma rất là muốn một ít. Các bạn hãy nhìn xem đôi mắt cầu xin của cậu ấy kìa. Có vẻ như là Mia đã hương hại cậu ấy rồi. Ôi, trời ạ, thật là độc ác. Rõ ràng cậu ấy đã quyết định tự mình hoàn thành tất cả chúng rồi. Ôi, đây là sushi ngon nhất mà tớ từng ăn luôn ý. Đến đây nào em yêu. Cái này ngon thật đấy. Nào Alex, bây giờ đến lượt cậu rồi đấy. Vâng, Alex biết cách bắt đầu một cách ngoạn ngục ấy. Có vẻ như các bạn gái rất không hài lòng với anh ấy. Chúng ta sẽ phải loại bỏ đũa thôi. Nhưng Alex rõ ràng là có một kế hoạch dự phòng rồi. Trời ơi, đó có phải là con nhện không? Tệ thật đấy. Ui, nó đâu rồi? Nằm châm sao? Tại sao anh ấy lại mang theo tất cả những thứ này? Ồ, trời ạ, đây là súng. Có lẽ cậu ấy sẽ nâng cái sushi này lên với nó sao? Ồ, hay thật đấy. Có vẻ như ai đó đã quên sạch rồi. Ôi, trời ạ, khổ thân Mia. Thôi được rồi. Ôi, tớ lỡ rồi. Wow, bánh burger. Cuối cùng Emma có một cái lớn nhất rồi. Còn Alex là nhỏ nhất. Còn Mia thì như đã các bạn đã đoán là trung bình. Nào, hãy bắt đầu với cái nhỏ nhất nhé. Có vẻ như Alex đang làm một cái gì đó. Cái gì? Súng cao su sao? Cậu ấy đang nghĩ cái gì nhỉ? Ôi, không biết là cậu ấy làm gì đây. À, hóa ra là như vậy. Một cách khác thường để ăn một chiếc bánh burger như vậy, nhưng mà khá là ngon. Thôi được rồi, bây giờ đến lượt Mia nhá. Có vẻ như cậu ấy cũng không có ý định chỉ ăn burger của mình như vậy đâu. Nào, để xem cậu ấy nghĩ ra gì nhá. À, Mia quyết định ăn bánh burger từng phần một. Ôi, hình như là tớ quá rồi. Emma bây giờ đến lượt cậu rồi đấy. Ôi, cuối cùng cũng đến lượt mình. Ồ, chiếc bánh burger này khổng lồ và nặng thật đấy. Alex và Mia đang cười rằng Emma không thể nhấc nó lên. Nhưng cậu ấy có một ý tưởng. Đây, cái này là gì đấy? Phấn. Ồ, đây là một cách rất là tuyệt vời. Hình như tớ nghĩ rằng hay là cái này hơi quá thật rồi. Thôi, nào, vũ gõ trống nhá. Và cậu ấy đã làm được rồi kìa. Oops, có vẻ như các bạn định treo cậu ấy kìa. Ôi không, trời ạ, ôi họ đã cù ở bạn ấy. Và bạn ấy sẽ làm rơi chiếc bánh vào người mình. Alex đập tay nào, buồn cười thật đấy. Ừ, ôi trời ạ, các bạn làm hỏng hết cả tình của tớ rồi. Ôi, thật là một cái bảng kỳ nghỉ đẹp. Đây chính xác là những gì tớ muốn cho ngày sinh nhật của tớ. Ô, có ai đó tới rồi này, tớ sẽ đi mở cửa. Tớ tự hỏi đó là ai. Xin chào, hòa cho cậu. Ôi, thật là đáng yêu. Ôi, có nhiều đồ ngọt quá. Chà,
Ôi, có cả một đài phun sô-cô-la nữa rồi. Tớ sẽ thử nó nhúng bỏng ngô vào kẹo dẻo vào cho đó xem sao. Ngon kinh khủng luôn, trời ạ. Cần phải thử một cái gì đó khác. Tớ yêu sô-cô-la quá. Tớ sẽ cắm bình hoa trước khi khách đến. Vậy là xong, tuyệt vời. Tớ sẽ thử bánh quy vậy. Jennifer, cậu đang làm gì vậy? Bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu mà. Cậu đã ăn tất cả mọi thứ rồi. Xin lỗi nhưng tớ không thể đợi được. Đài phun nước này rất ngon. Đưa nó cho tớ đi. Cái gì nữa? Nó sẽ đứng ở trên bàn của tớ, hiểu không? Ôi không! Cậu đã làm hỏng trang phục của tớ và đổ hết cả đài phun nước ra rồi. Tớ sẽ không để cậu thoát khỏi đâu. Hãy coi chừng. Chúng ta hãy xem nhé. Tớ chắc chắn tớ sẽ thắng cậu trong thử thách này thôi. Tớ không nghĩ vậy đâu. Tớ đã xác định rồi. Sẽ rất khó để làm tớ bối rối. Ôi, dâu tây tươi thật là tuyệt. Đấy, tất cả đã bắt đầu từ thất bại rồi. Tớ sẽ không nói điều đó đâu. Tớ đã có những quả dây chín và thơm. Sô cô làm cho nó thậm chí còn ngon hơn. Tớ rất vui vì tớ có thể ăn cái này. Có lẽ cậu muốn chứ Mia. Ê, tại sao cậu lại trêu chọc tớ vậy, Jennifer? Thật là không công bằng. Tớ chỉ muốn một ít niềm vui thôi. Dâu tây của tớ và chỉ của tớ thôi. Và nó ngon lắm sao? Kết hợp hoàn toàn hoàn hảo với cả sô-cô-la. Ê, đừng có ném tớ nữa. Tớ không thích nó đâu. Thôi nào, tình cờ thôi. Tớ đã nghĩ ra một cái này rồi. Cậu lại muốn trêu tớ một lần nữa sao? Tớ không tin đâu. Không, tớ chỉ muốn cho cậu xem một miệng nhỏ. Tuyệt phải không? Đó vẫn là chưa tất cả đâu. Bây giờ sẽ rất mạo hiểm. Tớ sẽ bắt được tất cả các quả mọng trong sô-cô-la ngay lập tức. Hãy chúc tớ may mắn đi. Ôi không! Ôi không được rồi! Tất cả bay ra ngoài rồi! Trời ơi, tại sao tớ bị dính sô-cô-la và làm mất hết cả dâu tây rồi? Cậu xứng đáng với điều đó, đó là lỗi của cậu. Hãy xem cậu ăn ớt của mình như thế nào nhé. Tớ nghĩ ăn nó khó hơn nhiều so với bắt một quả dâu tây phủ sô-cô-la. Tớ không chắc mình có thích nó không, nhưng tớ sẽ không phải lựa chọn. Tớ nghe nói rằng đôi khi ớt cho thêm sô-cô-la vào, nó sẽ không thể tưởng tượng được. Ôi, thật là khó chịu, nhưng tớ có thể xử lý được. Mia, mặt cậu đỏ hết rồi kìa. Bởi vì tớ đang cháy. Miệng tớ đang bốc cháy kìu. Tớ nên làm gì rồi? Không, không, trời ơi. Trời ạ, có thể cho tớ nước mà. Ôi, có thể uống sô-cô-la. Hồ, tớ đang rất nhiều rồi. Nhưng tớ cảm thấy hơi mệt. Tớ muốn nghỉ ngơi một chút. Ôi không, trời ạ, cậu đã đốt quả dâu tây cuối cùng của tớ. Xin lỗi, vô tình xảy ra thôi. Không thể chờ đợi tìm hiểu ra cái gì bên dưới nắp. Của tớ có Skittles. Tớ rất vui vì nhận được nó. Ôi tuyệt thật đấy, của cậu thì có gì? Bây giờ sẽ xem nhé. Trời ạ, mẹ ơi, thật là cá. Kinh tởm, nó bốc mùi kinh khủng. Thế thì ăn nhanh lên để không ngửi thấy mùi này nữa. Ôi, đây là điều tồi tệ nhất mà nó có thể xảy ra. Hãy xem cậu xử lý nó như thế nào nhé. Là xem có quản lý được không. Đừng chọc vào mũi tớ. Cậu tự ăn đi. Ôi, cậu tốt thật đấy. Bù. Tại sao cô làm tớ sợ vậy? Oops. Ôi, trúng mục tiêu tuyệt lắm. Bây giờ lấy cá và ăn nó đi. Ôi, cậu đã đúng. Cần phải làm nó nhanh lên thôi. Đấy, xong rồi. Tớ đã ăn được rồi. Ồ, một cảnh tượng thật là khủng khiếp. Tớ rất vui vì nó đã qua. Thời gian để ăn Skittles rồi. Tớ nghĩ đây là một vài thứ đã đến lúc bắt tay và thực hiện kế hoạch của mình rồi. Với sự trợ giúp của cái thìa, tớ có thể xúc đồ ngọt và đẩy sô-cô-la vào. Có lẽ cho tớ một miếng được không? Không, đi ra đi cho tớ ăn. Tớ đang bận lắm rồi. Cuối cùng tớ có thể nếm được những hạt sô-cô-la tuyệt vời này. Trời ạ, quá là tuyệt vời. Món này ngon vô cùng luôn. Tớ không nghi ngờ điều này đâu. Tớ cũng muốn thử ăn một chút. Ê, trả kẹo cho tớ đi. Ê, đồ tham lam, cậu có thực sự cảm thấy tiếc khi cho tớ một viên kẹo được không? Nhìn kìa, chúng ta đã thả Skittles ngay vào đài phun nước rồi. Ồ, nhưng đó là điều rất tốt. Nó rất là tuyệt vời luôn.
Ôi, ngon thật đấy. Tớ muốn thử nó. Không, một lần nữa là không rồi. Tớ sẽ nhớ điều này đấy. Chúng ta hãy tiếp tục. Cùng nhau mở nắp ra nhé. Thật là một chiếc bờ ngon lắm. Hạnh phúc của tớ không có giới hạn luôn. Cậu thì có gì vậy? Chiếc bánh khổng lồ đẹp và mê hồn luôn. Loại kem này rất hấp dẫn đối với tớ. Cậu đang làm gì vậy? Đừng bao giờ chạm vào bánh của tớ với bàn tay đầm thỉu của bạn. Tốt hơn hãy ăn burger đi. Thôi được rồi, tớ vẫn có việc phải làm. Tớ sẽ đổ sô-cô-la lên và thử. Tớ không biết là nó sẽ có vị như thế nào nhỉ. Chưa bao giờ tớ thử món này luôn. Và tốt nhất là không nên thử luôn. Trời ạ, à, ngốc lắm. Rõ ràng ngay lập tức nhìn thấy sản phẩm không tương ích rồi. Tớ biết phải làm thế nào để sửa rồi. Chỉ cần ăn tất cả những thứ gì bên trong. Dưa chuột, cà chua, rau diếp, thịt, nước sốt và món chính của tớ. Và một chiếc bánh phủ sô-cô-la với món tráng miệng của tớ. Ôi vâng, suýt thì quên mất phô mai. Nó cũng cần được ăn sớm. Nếu không có sô-cô-la thì sẽ không ngon đâu. Ôi, nhìn miếng thịt này làm ngon làm sao. Tuyệt quá, ngon thật. Riêng tớ giờ thấy tớ ăn rất no rồi đấy. Cần thêm một bữa nữa. Ê, kết thúc nhanh lên. Tớ còn một chút nữa thôi. Đấy, đấy, còn mỗi bánh thôi. Tớ đã đến lúc phải tắm cho nó trong đài phun nước rồi. Nó sẽ thành một miếng bánh ngọt rất là ngon. Hoặc bánh sandwich rất là đẹp. Mùi thật là tuyệt. Ôi, ngon làm sao. Kế hoạch của tớ đã thành công rồi. Tớ thật giỏi. Xong. Tuyệt quá, tớ rất vui vì cậu đã hoàn thành. Bây giờ tớ có thể nếm thử chiếc bánh của mình. Nhưng tớ lấy như thế nào nhỉ? Tớ biết rồi, cần phải cắt nó thành nhiều mảnh. Như này tiện lợi hơn rất nhiều. Ôi, trông đang khá là tốt. Chỉ cần tăng tốc một chút thôi. Đến đây nào em yêu. Đã đến lúc phải tắm sô-cô-la rồi. Tớ chắc chắn tớ sẽ tạo ra một quả bom ngọt ngào. Nếu không, nó sẽ không thể khác được. Trông thật là tuyệt vời. Đến lúc nếm thử rồi. Liếm cả ngón tay. Ôi, dáng như tớ được thử. Xin lòng đấy, chúng ta là bạn mà. Điều này không thay đổi bất cứ điều gì, không? À, tốt vậy. Vậy thì em sẽ phải dạy cho kẻ tham lam này một bài học thôi. Cậu ấy sẽ không bao giờ chia sẻ với tớ. Hay xem bạn ấy sẽ nói gì sau vụ này nhá. Tớ nghĩ bạn ấy sẽ rất thích cái này thôi. Một vài giọt là quá đủ rồi. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đợi nào. Ôi, tớ muốn ăn thêm. Ngon thật đấy. Tớ không thể dưỡng lại được. Đấy, bạn thực sự thích không? Vẫn hỏi, tất nhiên rồi. Nhưng tại sao lại cay đến thế? Toàn bộ miệng của tớ bị cháy. Tớ còn uống nước, trời ạ. Ôi, không khá hơn chút nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dường như mỗi phút bụng tớ càng cháy hơn. Cứu! Đấy, bạn ấy uống quá nhiều sô-cô-la Tabasco rồi. Cần phải dập tắt nó thôi. Thật sự là không có lựa chọn nào khác không? Mặc dù điều đó không quan trọng, nhưng điều chính là nó đã trở nên dễ dàng hơn đối với Vương Phương.